Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hello các bác. Thì hôm nay mình mới nhận được một cái thùng hàng này, mình đã order ở trên Shopee và tặng cho con gái của mình chuẩn bị vào lớp 2. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp xem là ở trong có cái gì cho các bạn xem nhé. Đây chính là thùng hàng của chúng ta. Ghế xay à? Ghế xay à? Rồi, như các bạn đã thấy, đây chính là một chiếc ghế mình mới mua. Đúng. Và bây giờ mình sẽ khui hộp để cho các bạn xem ở bên trong nó như nào nhá. À quên, để giới thiệu cho các bạn bên ngoài nhá. Đây là một chiếc ghế công năng hái học. Thì mình cũng không biết là do chính xác là cái tên gọi nó như thế nào, nhưng mà ở đây là cái model nó, đó là VB29 nhá. Còn ở bên cạnh thùng thì nó cũng không có cái gì cả, nó chỉ có là chống đổ vỡ, chống mưa. Bên này cũng vậy. Model VB29 nhá. Bên này cũng có kg. Rồi bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem nhá. Wow. Wow. Oh, rất là xịn xò nha. Để em kiểm tra xem có đầy đủ không nhá. Lâm lấy cho mẹ cái này ấy ra để mẹ đặt ra. Đầu tiên đó là một cái lưng ghế nha. Đúng vậy, đây là lưng ghế. Tiếp đến đó là cái đệm ngồi, khá là êm. Wow, êm thật đấy mẹ. À, đây là cái xoay nè. Tiếp đến là cái chân xoay nha. Wow, chắc chắn rất là nặng các bạn. Thật đấy. Và cái này nữa. À, đây là hai cái để tay. Và cái này cũng là để tay à? Cái này là để lắp ráp. Bánh xe. Đúng rồi, bánh xe đấy. Đây, và đây là cái để nâng lên hạ xuống. Và đây là cái giấy. Đưa mẹ xem nào, đây là cái gì? À, đây là cái giấy hướng dẫn lắp ráp các bạn nhá. Đây là toàn bộ cái phụ kiện để lắp hoàn chỉnh một cái ghế. Đây có cái chỗ để tay này. Đây có cái chân đế xoay này. Ghế ngồi này, tựa lưng này. Bánh xe. Đó, rất là đầy đủ. Full phụ kiện. Và đây là cái giấy hướng dẫn sử dụng. Như bình thường ra là mình thấy hay có sách, nhưng đây là có mỗi một tờ giấy thôi. Đây là các bước để lắp ráp. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp theo các bước này nhé. Xem nó có ok hay không. Rồi đầu tiên là mình sẽ lắp cái bánh xe vào cái chân đế trước. Cái bánh xe vào cái chân đấy, đế. Đây chính là cái chân đế của nó này. Nó là cái nhựa đúc nguyên khối các bạn ạ. Đúng vậy. Rất là nặng. Có 5 cái bánh xe. 5 cái bánh xe. Đủ 5 vị trí. À, đầu tiên mình sẽ lắp cái bánh xe. Thì đây là sao mà. Đây, mình sẽ lắp cái bánh xe vào đây. Ừ. Chứ còn gì nữa mẹ. Đấy. Wow, cho con lắp nữa. Rồi. Cái này phải mạnh tay con ạ, để mẹ lắp xong. Thì đây, theo bước 1 thì đã hoàn thành được. Đã rơi, để im. Lâm ơi, dỡ cho mẹ một cái này ra để mẹ đệm cái này cho mẹ lắp ráp cho nó đỡ. Rồi bây giờ mình sẽ lắp bước thứ hai nhá, đó là lắp cái ống trụ này lên. Ống trụ. Em xem nào. Đây, ống trụ ở trên đây. Đây. À, lắp cái này, bước 3 đó là lật. Lắp cái ống trụ vào đây, để ra đây. Đây. Bước 3 là sẽ lắp và cái đế ghế ngồi. Thì đây chính là cái đệm của nó nhé. Đằng sau của nó sẽ có những cái vị trí để mình bắt ốc vít. Thì ở đây mình, đây ở đây shop đã có sẵn cả lục, cả ốc vít cho mình để bắt nha.
Ô, còn một cái này nữa này. Trời ơi, cũng nó khó đi nhờ. Cứ bình tĩnh để mẹ lắp cho. Các bạn ạ, sau khi lắp cái đế ở phía dưới thì bây giờ mình sẽ lắp hai cái tay ở hai bên. Thì đây chính là hai cái tay của nó nhé. Đây, mình sẽ lắp ở hai bên. Đây. Đó, thì ở đây nó cũng sẽ có những cái ốc vít. Tiếp tục lắp bên kia nha. Đáng lẽ ra là phải lắp cái này sau các bạn ạ. Thì khi mà mình vặn ốc cái này nó dễ hơn. Mình lại lắp cái này trước hơi khó ạ. Các bạn ạ, bây giờ mình đã xong bước số 3 và bây giờ mình sẽ sang bước số 4. Đây, bước số 4 đây nó hướng dẫn đó là mình sẽ đặt cái đệm này vào cái nâng lên hạ xuống ở đây. Rồi. Đó. Nó sẽ xoay lên như này. Rất xịn xò. Rồi. Tiếp đến bước số 5. Bước số 5 ở đây đó là mình sẽ lắp cái đệm lưng ở phía sau. Đó, rất là đàn hồi nhá. Nảy tưng tưng. Giờ mình sẽ lắp cái này ra làm sao. Đây. Lâm ra đằng kia giữ cho mẹ. Các bạn ạ, rất mất thời gian với ốc nhá. Các bạn chú ý nhé. Ở trong đây nãy mình không để ý là mỗi một vị trí là nó có kích thước ốc lắp ở từng công đoạn rồi, nhưng mình không để ý nên là mình lắp bị nhầm ốc, nên là vừa phải tháo ra để đổi lại vị trí ốc của nó nhé. Rồi, mình vừa đổi xong thì bây giờ mình sẽ đến công đoạn tiếp theo là lắp cái đế ở phía sau lưng. Đây. Đúng ốc của nó phát vào luôn. Các bạn ơi, mình đã đến bước thứ tư nhá. Còn một bước cuối cùng đó là bước thứ năm, đó là xong. Đây. Còn hai bước nữa. Bước thứ năm của chúng ta đó là lắp cái tay để tay ở hai bên. À, bây giờ mình sẽ lắp hai cái cánh tay nhá. Để tay đây này. Để ở đây. Hình như lắp cái này vào sau. Đâu, đưa đây xem nào. Mình đang bị thiếu một cái gioăng các bạn. Cái gioăng để đệm. Các bạn ạ, sau 30 phút thì mình cũng đã lắp xong cái ghế công năng thái học này rồi. Đây chính là cái hình thái, hình dạng của ghế nha. Sau khi lắp xong khá là chắc chắn các bạn nhé. Lâm ngồi thử lên mẹ xem. Được chưa? Ngồi thẳng lưng lên nha. Đấy. Rồi. Rồi, ok. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình. Và hy vọng những thông tin mình chia sẻ để giúp ích cho các bạn mua hàng. Rồi, ok. Xin chào. Rồi, bây giờ mình sẽ ngồi thử cho các bạn xem nhé. Đó. Ôi, khá là chắc chắn và êm. Rồi, mình sẽ nâng. Đâu nhỉ? Đây, mình sẽ nâng lên và đó. Hạ xuống nha. Đó. Nâng lên.